bài Mạnh Hiếu thi Eurovision Song Contest năm 2015. Đấy là đúng là năm mà Hiếu đi Việt Nam Idol. Và hình như là tất cả đó, cái duyên của nó là cuối cùng kiểu Eurovision mình không được đến đến được cái điểm mà mình thi cho Đức. Nhưng mà vì lý do đấy là chắc chắn là may mắn là Hiếu được về Việt Nam đây và thi được Việt Nam Idol. So yeah, bài hát tên là Jaywalk. Các bạn hãy bấm subscribe cho Giải Trí News nhé.